là hôm nay. Hy vọng cậu ấy sẽ thích. Gì vậy cậu trời? Cậu có thích không? Tớ chọn cho cậu đấy. Su kìa. Cho tớ hả? Yeah. Dễ thương ghê. Nhưng tớ tặng cậu trái tim rồi mà. Siêu dễ thương và hoàn hảo. Không thể trách cậu ấy. Mình còn muốn trở thành cô ấy mà. Bắt đầu từ đâu đây? Thật bất công. Đợi đã. Cái này màu hồng, giống như tóc của Siêu. Phong cách đặc trưng của Siêu đến đây. Mình rất muốn xem kết quả. Đã đến lúc cố định mọi thứ. Mình làm trông thế nào? Không đẹp. Mình sẽ thử lại. Biết rồi. Cái khó ló cái khôn. Nhuộm tóc thôi. Giờ mới đúng ý mình nè. Màu hồng y như Siêu. Bắt tay vào việc thôi. Mẹo là phải làm cho nó phủ kín tóc. Không muốn bị không đều đâu. Gần xong rồi. Wow, tóc mình đẹp quá. Mình sẽ nổi tiếng trên TikTok. Hả? Mình bừa bộn quá. Thôi kệ. Xem nào. Mụn của mình to quá à. Và nó làm dính tùm lum. Nặn mụn không làm hết các vết đỏ. Không biết phải làm gì luôn. Che bằng kem nền chắc được. Cái này sẽ giải quyết được vấn đề. Mình sẽ cho nền ra cái máy này và đợi cho nó hoàn thành công việc. Đã đến lúc cho lên mặt. Dễ chịu ghê. Mình có thể ngủ gần như này. Hình như mình làm quá rồi. Không nhìn thấy cái gì. Ôi không. Oopsie. May là không ai thấy. Được này. Phải quay TikTok mới được. Tuyệt quá. Lộn xộn quá. Phải làm gì đó mới được. Thôi kệ đi. Siêu đang mặc gì nhỉ? Hoodie ngắn hả? Mình có thể làm được. Nhưng mình cần một cái áo hoodie. Đây rồi. Biết là anh có một cái ở đây mà. Không, không phải mày. Đây là cái gì vậy trời? Có rồi. Mày là của tao. Wow. Vừa này. Nhưng nó quá giỏi. Không có gì mà thủ công không sửa được. Mình sẽ cắt nó dọc theo bụng. Xong rồi. Hoàn hảo luôn. Áo hoodie của mình. Em sẽ trả lại. Nên thế. Cảm ơn anh. Đó là gì vậy? Thôi kệ. Bye. Siêu, tớ đến giành vương miện của cậu đây. Tiếp theo là gì nhỉ? Tai nghe hình tai mèo. Sẽ hơi khó đây. Nhưng với thủ công không gì là không thể. Tất cả những gì mình cần là bìa cứng. Đầu tiên, trải nó ra như này. Sau đó, cắt thành từng phần. Wow, nhìn đẹp rồi đấy. Nhưng nó sẽ đẹp hơn khi mình dán nó lại. Và giờ là chút phép màu điện ảnh. Hay đúng không? Wow, việc này dễ hơn mình nghĩ. Trông hơi kỳ. Không giống tai nghe của Siêu. Chắc không có cách nào khác ngoài việc mua rồi.
mình sẽ dùng thẻ tín dụng của mẹ. Không, không, không. Đây rồi. Đã kiểm tra và gửi đi. Tuyệt vời. Giờ mình đã sẵn sàng để làm TikTok. Đèn, camera, bắt đầu. Tuyệt vời, mình sẽ tham gia thử thách nhảy này. Ôi không, ôi xấu hổ quá à. Nhưng kệ đi. Chào những con ong bận rộn. Siêu kìa. Ôi. Tuyệt quá hả? Chào Pin. Cậu nghĩ gì về diện mạo mới của tớ? Wow. Cái gì thế này? Sư bàn chớp hả? Cậu đang đùa sao? Cậu nói gì vậy? Tớ làm vậy vì cậu mà. Hả? Bất lịch sự quá. Này, đừng nghe cậu ta. Quay video TikTok đi. Được. Đi nào. Đợi đã. Thôi kệ đi. Hả? Camera đang ghi hình. Ôi, hơi lạnh nhỉ. Mình đang ở trên YouTube, mình phải thật đẹp. Chiến thắng sẽ dễ dàng thôi. Ở đây không nóng lắm nhỉ. Mùi gì vậy ta? Hả? Gì đấy? Giày của mình đang cháy. Gero, giúp tôi với. Tôi đánh thương anh. Nóng quá, nóng quá. Thật tốt khi có quản gia. Trơn quá. Mình phải làm gì đó. Muối từ bữa trưa của mình. Mặn và không trơn nữa. Hy vọng thánh rắc muối đang xem. Giờ mình có thể đi trên băng rồi. Tốt lắm, luôn là thế. Gero, làm gì đó đi. Thưa anh. Đây này. Ý hay đấy, Gero. Thực tiễn và thời trang nữa. Giải thưởng là của tớ. Để xem. Cái này để làm gì vậy? Được rồi, các bạn phải ăn hết mọi thứ. Ai sẽ là người bắt đầu? Cô ấy trước đi. Tôi sao không? Chắc chứ. Được rồi, không thành vấn đề. Sẵn sàng để hôn hoàng tử kiến chứ chưa? Ly cốc tài này chán nhỉ. Sao cô ấy làm được vậy? Tao nghĩ cậu là người cứ đau khổ nhỉ. Nó không phải là ý hay đâu gái. Món cuối cùng mình làm được mà. Cô ấy làm được mọi thứ thật đấy. Cậu never bother me anyway. Giờ đến lượt anh. Được thôi. Đây không phải là gà cày. Họ gọi tôi là cướp sống đấy, baby. Yeah, càng nhiều càng tốt. Giờ cày rồi đấy. Ngon. Miếng cuối cùng. Món này rất ngon. Carol, miệng tôi phòng rồi, ra thử đi. Mừng ơi, mở ra. Ôi trời, đúng là địa ngục. Mình bị thương rồi. Ồ chứ. Có lẽ là thế. Cảnh báo SOS. Chụp này. Xin thơm miệng bác Hà sao? Ok, đến đây. Phew, mệt quá. Đỡ hơn chưa? Hả? Như chưa có gì xảy ra. Được rồi, dù sao cũng không cần cảm ơn. Điện thoại. Điện thoại sao? Nhưng nó bị đông đá rồi. Chào, các bạn cần phải lấy điện thoại từ trong tôi ra. Ouch. Nóng đấy, đúng vậy. Mình phải làm gì với cái này đây? Điện thoại ở đây. Giả vờ nó là kem đi.
Cậu cho hướng y như con bò. Được rồi, phải thắng vòng này. Ouch, giờ cậu ở đâu khi bạn cần anh ấy? Điện thoại bị nướng rồi. Nó còn hoạt động được không vậy? Carol, mang cho tôi cái gì đó đi. Cả ngày thưa anh. Cảm ơn vì đã giúp tôi một tay. Dụng cụ này sẽ có ích đấy. Đến đây nào. Lưỡi của mình bị mắc kẹt. Chỉnh chờ, bình tĩnh, mày làm được mà. Nào, giờ kéo đi. Cuối cùng cũng ra. Đến lúc dùng cái búa rồi. Hulk muốn đập phá. Mày đã phục vụ tốt đấy. 7 giờ bay. Không thể vỡ. Khó quá. Nhiệt độ không giúp ích gì. Gần được rồi. Tất nhiên mình làm được mà. Đó là mẫu mã của tháng trước. Mình còn thích nó. Mình sẽ chụp nó. Một chiếc smartphone. Kho báu của mình. Gì? Nó đang cháy. Không phải chứ, mới rớt một lần mà. Tìm thấy mày quá muộn, mất mày quá sớm. Dù sao, cũ cũng tốt. Mình nghĩ thế. Thử thách đồ ăn. Ew, không ngon lắm ấy. Wow, ôi trời ơi, đồ ăn. Ngon quá. Chờ đã, gì đây? Thôi nào, mình nghĩ là đang giờ ăn trưa mà. Làm sao ăn được? Đây là kẹo mút. Có vị mặn. Giòn và mát quá. Cô ấy có phép lịch sự không vậy? Ăn bằng tay sao? Nĩa vàng, hoàn hảo cho bữa ăn nóng của mình. Chỉ là mì thôi mà. Mình đoán là vị parmesan và sốt cà chua. Ăn cho xong nào. Gì vậy? Không phải chứ. Siêu cay sao? Giúp tôi với. Giúp tôi. Lấy tiền lần quá. Ước nguyện mình là Daenerys Targaryen. Giúp với. Cậu ấy đang bốc cháy. Không đùa đâu. Cậu ấy cần giúp đỡ. Lấy độc trị độc. Lửa này ở không không sữa sao? Ngon quá. Phải rồi, đợi chút đi. Đừng cử động. Cậu ổn chứ? Nó thật sự hiệu quả. Ai mà đoán được nhỉ? Bất lịch sự ghê, không cần cảm ơn. Thử thách kháng cự. Càng lúc càng lạnh rồi. Ai sẽ ở được lâu hơn trong nhiệt độ khắc nghiệt? Mình sẽ tan chảy mất. Đây là đồ hóa trang Halloween của mình. Nhưng mà nóng quá mà gái. Carol, quạt đây thưa anh. Thế đi, cho tôi thấy tiền nào. Có ngày thưa anh. Hy vọng mình có thể làm bà tự hào. Muốn xem kiệt tác của mình không? Đây là những gì mình cần. Một tấm chăn DIY ấm cúng. Tốt hơn nhiều rồi. Mình đang nóng chảy mỡ đây. Bắt đầu không phù hợp với trẻ dưới 13 tuổi rồi. Mình không được trả đủ tiền. Gì đấy? Ôi trời, chắc mình phải đi trị liệu mất. Thử thách harmonica. Đến lúc đánh thức Mozart bên trong mình rồi. Không, để chiến thắng thử thách này bạn cần phải im lặng. Dễ thôi ấy mà. Được rồi, bắt đầu nào. Được. Đặt một tay vào trong hộp. Nóng quá. Đến lượt mình, bàn tay ma thuật. Đánh bại kẻ thua cuộc này nào. Đây là đá lạnh. Dễ như ăn bánh hả? Đến lượt mình. Được rồi, chậm và chắc. Làm được mà. Không, mình xuất lại lần vừa rồi. Đến lượt mình rồi. Cô đây. Kết cấu giống kem. Không lạnh lắm. Kem. Không. Ngân harmonica vào, nếu không sẽ thua. Đến lượt của anh, được. Với người là gì đây? Chắc chắn là nó sẽ nóng. Cẩn thận.
Trời ơi, nó đang cháy. Tại mình ít cạnh tranh cho mình rồi. Dù sao sẵn sàng chấp nhận sự thật chưa? Nào, cảm giác giống phân. Mùi gì vậy? Đây là ngon quá, ngon quá. Đó là ngon ghê, mình thích sô cô la. Tách với nước. Được rồi, 3, 2, 1, bắt đầu. Trong này lạnh như băng. Nóng quá. Làm thôi, không được đầy đủ. Chàn là thua. Mình làm sẽ được rồi. Kỹ năng bẻ cong nước. Kiểu vậy. Dễ thôi. Thôi nào. Upsi. Sảng khoái ghê, cảm ơn vì điều đó. Mình đói quá, anh có đồ ăn không? Yeah, baby. Đây là tờ tiền duy nhất của tôi. $1. Với số tiền đó thì cô có cái này. Pizza. Đồng đá. 100, giữ tiền thôi. Đúng là một chàng trai hào phóng. Đây, tuyệt vời. Giàu có thì ghê. Nhìn ngon quá. Dù sao mình cũng có cái này. Chắc phải gặp nhà sĩ thôi. Ít nhất mình không bị mất răng. Được rồi, bảo lại đi răng. Tớ có một nụ cười đẹp. Bạn có nghĩ thế không? Mình đẹp. Mình duyên. Hoa hậu thế giới không là gì so với mình. Vẫn còn Halloween sao? Mình sẽ không xóa được hình ảnh này khỏi đâu. Thưa anh. Đúng rồi, tôi sẽ chọn cơ hội để mình có pizza nóng. Ngon và mềm quá. Hy vọng là họ không để ý. Dù sao cũng là pizza mà. Tôi sẽ dùng tay. Nóng nguội rồi. Chắc chắn may mắn của mình đã quay trở lại. Kem đấy thưa anh. Khả năng đúng rồi, cảm ơn. Sẵn sàng rồi. Cái chuyện gì vậy? Xin lỗi anh, ở đây nóng quá. Thật vô nghĩa, không thể ăn kem ở đây. Phải chấp nhận sự thật thôi. Phim tội nghiệp. Biết rồi, mình sẽ tự làm kem. Để một ít đá vào chiếc túi này, càng nhiều càng tốt. Xem này, nghiền nó ra nào baby. Dừng lại, không cần thiết đâu. Get out. Tiện ích. Đầu của mình. Đây thưa anh. Sẵn sàng. Chỉ cần dùng cái này. Hiệp sĩ trong bộ giáp sáng chói của mình. Đột nhiên cậu ấy trông rất đẹp trai. Có ai ở đây không? Hey. Đợi đã, sao tới đây? Đúng rồi, cảm ơn. Đây là cái gì? Có nhiều bộ phận quá. Nó quay được và có lưỡi dao. Đây là máy nghiền đá. Giờ mình có thể tự làm kem rồi. Dễ như ăn bánh. Mình nghĩ đủ rồi đấy. Nhưng công thức chưa xong. Dâu là hương vị mình thích nhất. Bây giờ lắc nó như lắc bức hình Polaroid. Được rồi. Kem không thể thiếu bánh quế. Xong. Cái này cho cậu. Cảm ơn. Ngon quá, cuối cùng mình cũng được ăn. Chờ đã. Làm theo tớ. Đằng trước, trái, phải. Chạy thôi. Bye. Nhưng trời, đúng là con gái. Bây giờ là đến lúc quyết định ai là người thắng. Được, bắt đầu. Được rồi, mọi người đang bình chọn. Chiến chưa đang mình dẫn sao? Đầu. Mình sắp thắng rồi. Đi. Chứ bây không. Giờ Vin đang dẫn đầu. Không. Yeah, tôi nghĩ đó là tình huống hòa. Chúng ta sẽ chia sẻ chiến thắng nhé. Không. Chờ.
Được rồi, thưa anh. Biểu quyết. Và người chiến thắng là Pink. Chiến thắng là của mình. Chúng ta là những nhà vô địch. Đây là cúp của anh. Cảm ơn mọi người. Chúc mừng. Yay, mừng cho cậu. Mình chưa bao giờ thắng gì cả. Sao tự nhiên cảm thấy tội cô ấy vậy nhỉ? Chà, công bằng mà nói cô ấy đã giúp mình. Mặc dù cô ấy không cần phải làm thế, nhưng đó chứng tỏ cô ấy quan tâm đến mình. Mình không thể đứng nhìn cô ấy khóc thế được. Chà, chúng ta chia sẻ chiến thắng nhé. Gì cơ? Thật không? Thật? Đi nào. Đi đâu? Ở đây quá nóng và quá lạnh.